Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Trong video này thì chúng ta lại tiếp tục đến với con đạo bổ củi của mình thôi. Và ngày hôm nay thì mình có hai cái dương thần thông ngộ đạo tùy chọn. Thì mình sẽ lựa chọn lấy cái bứt lông á. Cái thần thông đấy thì rất là cần thiết. Đây này, bứt lông. Tấn công một lần bằng 140% công và có 25% xác suất ra lệnh cho linh thú dùng ngay một kỹ năng. Đấy, đi với cả phản công nữa thì tuyệt cả là vời luôn. Và chắc chắn là mình sẽ lấy liền hai cái bứt lông luôn, để có thể là nâng cấp được bậc cho nó lên bậc 2. Lên được bậc 2 rồi thì chắc chắn là mình ghép được hai cái ân ký. Đấy, anh em thấy ok không? Đấy đấy, X-Tay đột phá luôn này, lên bậc 2 nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ cái kim quang hộ thể này đi này, reset cái lại luôn. Ok, giờ bứt lông của mình đâu? Là trời, xuất chiến luôn, nâng cấp phát. Lên level 50 nha. Bây giờ thì dung hợp nhanh này, ở đây có một cái cường hóa linh thú này, viên này thì chả có cách nào ngoài tăng sát thương cuối thôi. Cái này thì cường hóa sát thương bạo thì nó không hợp lắm. Cường hóa sát thương bạo thì chỉ để cho ở bên liên bạo thôi. Kích hoạt này. Ok. Rồi, đấy. Tuyệt vời nhá. Mình sẽ nâng cấp thêm linh thú một tí nữa. Nâng được một level. Ok, triệu hồi linh thú xem nào. Hôm nay mình chưa triệu hồi này. Xem này em ứng lòng này hay không. Ô, chú tước này. Wow. Bắt luôn này anh em này. Mỗi tội là nó chưa đến sự kiện nhỉ. Bật luôn. Suy yếu linh thú, suy yếu sát thương bạo. Ôi giời, hơi cùi anh em ạ. Mấy cái dòng của nó cùi quá. Rồi, để mình xem mấy em chu tước ở đây. Một em. Em này thì là dòng gì? Thủ HP linh kích. Suy yếu linh thú, suy yếu bla bla bla. Chán vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Mình sẽ nuốt chửng cái em cũ đi. Đây này. Ok. Đấy, mình nâng dần em chu tước lên nhá, để có thể là chơi choáng chiếc các kiểu con đà điểu anh em ạ. Nâng cấp thêm fan nữa này. Rồi, tạm thời như thế đã. Để mình xem có em ứng long nào để đồng hành hay không nhỉ. Chả có em ứng long nào để mà đồng hành cùng để đi vượt ải cho nó sướng ta. Ôi, thế thì bây giờ là mình phải thay đổi thêm một cái thần thông nữa anh em ạ. Cái thực hồn chú này thì mình sẽ bỏ đi, thay vào đó là cái chói thần. Bởi vì đi vượt ải thì chỉ cần cái này thôi. Xuất chiến này. Ok, đi mạo hiểm thử xem nhá. Xem vượt qua được cái ải này hay chưa anh em nhá. Tốc độ x3 lên nào. Ui à. Ui à. Đau đấy. Rồi. Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Gọi là ứng lòng đấy. Ít ra nó phải như thế chứ. Tiếp theo này. Đấy anh em thấy không? Trong video trước, nếu như anh em nào theo dõi cái series này của mình á, thì mình chưa vượt qua được cái ải đấy, nhưng sau khi điều chỉnh một chút về tinh quái rồi thì linh thú nữa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy anh em thấy chưa? Vừa sử dụng cái đạo pháp phát là ứng long đánh cùng luôn ấy, tỷ lệ 25% khi mà đi đánh quái này nó rất là đơn giản đối với mình nha. Nhưng đi PK thì mình chưa biết, tí nữa thì mình sẽ test đi PK thử xem như thế nào nha. Một phát này. Wow. Được không anh em? Ứng long đánh liên tục tọa nha. Đấy, phản công phát này, ứng long đánh được một phát này. Ui, hai phát này. Vãi, không thể tin được anh em ạ. Ây à, đau ấy. Ây à, một phát. Ây à. Rồi, bắt đầu kích hoạt được em tiểu long nữ là ngon hơn này. Ui dồi ôi, huyền vũ hồi phát khúc máu luôn. Tiếp tục, xem được 46 cái tinh bình thủy nữa hay không anh em nhá. Ý, ngon ngay. Mày này, láo thầy giáo này. Trong video lần trước thì mình chưa có được cái bứt lông đấy, gọi là đen quá. Chiêu mộ thần thông các kiểu có đa điều mà chẳng ra. Ôi, hôm nay bớ được hai cái dương đấy. Anh em nào chưa biết tại sao mình bớ được thì nhớ xem lại video cũ nhá. Mình bớ hơi bị oách slack luôn ấy. Đấy, để xem hôm nay vừa được bao nhiêu ải. Nãy giờ là kiếm được 94 cái tệ mình thủy rồi. Ây à. Ây à. Ây à. Mày à bưởi. Ui, pha vừa rồi sử dụng đạo pháp nhưng mà ứng long mình không đánh được. Chưa thấy có tỷ lệ là ứng long đánh cùng nha. Cố lên, dùng đạo pháp phát nữa đi.
Để xem ứng long có đánh cùng không nha. Ôi nhưng mà chưa kịp thì đã ăn được rồi. Nếu như mình đồng hành thêm một em ứng long nữa là cũng kinh đấy. Mỗi tội là để đồng hành được một em ứng long nữa thì cái phần giảm sát thương cuối của mình phải cao cơ. Bây giờ giảm sát thương cuối của mình vẫn chưa ăn thua, do là mấy cái viên ấn ký của mình ấy nó vẫn chưa có nhiều sát thương cuối. Giờ mới có một viên đi, bực quá, chán ghê ạ. Ứng nhỉ, ai à, ai à. Này thì tiếp tục là ui mình vượt qua đấy, mình vừa thấy cái chấm đỏ rồi, chắc là chắc chắn là mình đã vượt qua được cái ải này luôn. Nhưng để xem ứng long đánh kiểu gì đây. Ấy hai hiệp liên tiếp này. Ui ui, ở đây sử dụng đao pháp nhưng mà không được. À phản công được thêm hơn nữa này, khoái nhở. Dùng phản công đi vượt ải sướng thật anh em ạ. Tiếp tục là khiêu chiến nha, một phát nữa. Ê, sau đó thì mình sẽ đi test đấu pháp xem như thế nào anh em nhé. Ui ai này trâu nhở, này thì trâu chúng tôi này. Này thì tiếp tục này, ứng long đánh hai phát rồi đấy. Ai à, ai à, ok à, ok à, ảo thật đấy, mới đánh được có hai phát thôi. Rồi tiếp tục là ải tiếp theo, xem đánh được mấy phát nào. Cố lên, đừng, một phát này, hai phát này, bứt lồng đỉnh cấp luôn, ba phát liên tiếp này anh em, uầy, đỉnh của nó anh em ạ, dã man chưa? Ok, ok, mày à bưởi. Wow, ngay từ phát đầu tiên là ứng long đã dã liên tục này. Đấy anh em thấy không? Ok kìa. Ok kìa. Ngon. Phê lòi tới phòi anh em ạ. Đấy, nếu như anh em thấy không có ứng long thì làm sao vượt qua ải được. Không có ứng long, không có phản công, không có cái bứt lông nữa thì làm sao mà có thể vượt được nhiều ải đây. Hôm nay để mình xem ra nào. 27 ức đúng không? Ôi, phát này thì thua rồi, mình chưa thấy cái dấu chấm đỏ hiện lên cái dương. Ui, đan tay của nó to quá. Ui, vãi thật. Ui, nó trâu chưa kìa. Đam của ứng long nó chỉ mất có một tí máu anh em ạ. Không thể tin được. Ôi kìa, thắng chứ. Ơ, ải này thắng này. À, qua chương này là 10.60. Mình cứ tưởng là qua cái ải đấy là được nhận luôn. Bởi vì thông thường là ở những ải nào mà nhiều tịnh bình thủy á thì nó cũng đạt được cái mốc ở dương đấy, nhưng không phải. Ồ, thế vẫn thắng được. Ồ, ải này thì hơi hoang mang rồi. Úi kìa, liên tích liên tục kìa. Ok, đau. Ai, ai, đau ấy, đau ấy. Nào huyền vũ của mình đứng yên như trời trồng nhỉ. Trời ơi, đây rồi. Hay 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 anh em ơi. Nhờ hết 15 hiệp rồi, gần nữa để thắng anh em nhá. Dã man con ngàn luôn. Ai 192 cái tịnh bình thủy này, dùng luôn giảm tận 16 tiếng anh em ạ. Quá ngon đi. Rồi tiếp tục là mình sẽ test thử trong đấu pháp xem như thế nào nhá. Nhưng với cái bứt lông đấy thì anh đâm nó có ok la hơn hay không. Lão cá cá này, u là trời, không biết có kịp dùng cái bứt lông hay không này. Ôi không kịp dùng rồi. Đây 8,28 ức thì trâu bò hơn tí này. Phản công, ui dồi ôi, còn chưa kịp dùng đến cái bứt lông cơ, càng thế nhỉ. 10,11 ức này. Ui thử thách siêu khó xem nào. Phản công, phản công, phản công, phản công đi. Đây rồi. À không phải, đấy là tơn đánh của ứng long nha. Ui ứng long bên kia khỏe thế, cái xịn nhờ. Ứng long bên kia được đấy, cường hóa linh thú dã phát mình đi luôn. Rồi toang, ứng long của bạn ấy khỏe quá, có cường hóa linh thú thành ra là đánh cho mình hai xịt là mình đi rồi. Với cả dính choáng chiếc các thứ đóng băng các kiểu thì thành ra là cái bứt lông mình đi PK nó không ngon bằng khi mà chúng ta đi vượt ải nhé. Đi vượt ải thì cái bứt lông đấy nó phát huy tối đa tác dụng. Còn đây phần tiếp theo trong video thì mình chia sẻ cho anh em là lý do là tại làm sao mình vẫn cần tích đạp. Bởi vì là về sau á, khi mà mình đi auto tự động ở trong này này anh em này,
thì những cái chỉ số trong này nó bắt đầu quan trọng cực kỳ nha anh em. Đây, mình sẽ lựa chọn cái âm thân để cho anh em xem nhá. Ví dụ này, mình sẽ cài đặt ở đây là dừng khi yêu lực trang bị tăng. Tuy nhiên là ngoài cái trang bị của mình á, ngoài cái thuộc tính là chính của mình ra, ví dụ như phản công ra, thì cái dòng phụ của nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như phản công và kháng hút máu là vứt rồi. Phản công thì chỉ sợ choáng thôi. Hoặc là anh em nào muốn khắc né thì phải là kháng né đúng không? Nhưng mà kháng hút máu thì nó toi rồi. Nên là cái dòng kháng của mình ở đây mà thấp quá. Đấy, thì cũng không thể nào mà kháng được cái bọn đấy. Cho nên là bây giờ chúng ta cần phải điều chỉnh một chút này. Dương thần mình đổi lại này. Đấy. Rồi. Cái trang bị ở đây để mình xem nào. Linh bảo 3 sao đi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt auto là dừng khi yêu lực trang bị tăng. Hoặc là phản công và kháng choáng. Xong mình đã tích một cái hoặc ở đây nha. Và tiếp tục dưới này. Hoặc tùy ý, hoặc kháng choáng. Em biết tại sao? Bởi vì bây giờ mình phản công mình sợ nhất là choáng. Thế thì mình mới build là dừng khi yêu lực của trang bị tăng. Hoặc là nó ra một cái món gì đấy cực kỳ xịn xò, vừa phản công lại vừa kháng choáng. Đấy là cái ngon nhất. Nhưng trong trường hợp mà nó không ra được cái trang bị vừa phản công vừa kháng choáng đấy, thì nó sẽ ra một cái trang bị nào đó kháng choáng bất kỳ. Thì bởi vì là liên kích này, hoặc là né của mình này, môn phải né đây này, ở bên cái phần nguyên thể này của mình là đang chi né đúng không? Thì ví dụ như ra một cái né mà kháng choáng chẳng hạn, thì mình lại chuyển sang bên đấy, chuyển sang bên cái nguyên thể này để mình thay thế. Hoặc là liên kích kháng choáng, hoặc là bạo kích kháng choáng chẳng hạn, thì mình lại chuyển sang bên cái phần dương thần này để thay thế món trang bị cũ. Và để tìm ra được cái món trang bị này chẳng hạn, ví dụ như đây, phản công kháng choáng, mình rất là vất vả luôn để tìm ra được cái món trang bị này này. Thì thề với anh em luôn, nó phải cần, khi một món đấy nó phải cần 500 đến 700 nghìn đào. Đào, ăn nhầm, 700 đào, quên, 700 nghìn thì chết đấy. Thì anh em thể thấy là để sở hữu được 2-3 món thì chúng ta cần phải tích lũy tầm 2-3 nghìn đào để xả một phát ra. Thì may ra là chúng ta mới ra được 1-2 trang bị. Đấy, chứ còn nếu anh em cứ xả lắt nhất tầm mấy trăm đào, 2-300 đào, 300 đào, mấy trăm đào, 700 đào chẳng hạn, thì nó không ra đâu. Đấy, thì cho nên là anh em nào, đặc biệt là anh em nông dân mà ít đào á, thì chúng ta về sau thì chúng ta cứ tích tầm 2.000 đào thì xảo phát về tầm phân khúc tầm 9-10 ức yêu lực nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ thay cái món này con luôn. Rồi, tiếp tục là đấy. Ok. Rồi. Đấy, bắt đầu luôn. Đấy. Thế là cứ chờ đợi thôi. Sau này thì chúng ta cái chỉ số kháng này cũng như là chỉ số chính của món trang bị của mình rất là quan trọng anh em nhé. Ok, thì để khắc được né thì anh em nên chơi một là phản công kháng né, hai là choáng kháng né. Đấy, ok la luôn. Thế là hợp lý. Thực ra nếu như anh em nào mà nông dân á, mà đang sở hữu được em ứng long rồi, thì mình khuyên anh em là nên chơi phản công thì nó dễ hơn. Tất nhiên là nếu như ông nào mà có điều kiện nâng em chú tước này thì chơi choáng kháng né thì nó vẫn là mắc quinh nhất. Phải có em chú tước. Chú tước thì nó có cái khả năng rất kinh khủng là nếu như kẻ địch đã bị choáng rồi đúng không, thì nó oánh phát lại choáng lên hiệp nữa, khiến cho kẻ địch nó cứ đứng im phát thôi, khó chịu kinh luôn. Đây này, bạo kích kháng né, cái món này là yêu lực tăng hơn này, thì mình có thể là tham khảo bên này. Rồi, liên bạo của mình đúng không, bạo kích có thể tăng lên, nhưng bên này đang là kháng choáng này. Thực ra thì không cần, bởi vì liên bạo của mình chỉ cần chỉ số này của nó cao này. Đấy. Cũng như là liên kích cao để mà đi dị thú xâm lược thôi. Rồi, tiếp tục quay trở lại. Tự động nha. À, mình quên mất. Lúc nãy đi đánh đấm, đáng lẽ ra là mình phải đeo cái thực hồn chú đây, mình quên mất chưa đủ. Đấy. Đeo thực hồn chú đây là hợp lý này anh em này. Ok là ngay, đi đánh đấm nó lại khác bọt liền. Thử trận nữa xem nào. Khiêu chiến Nupakachi. Đánh thử coi. Ý. Ý. U là trời. U là trời. Ê. Khỏe đấy. Khỏe đấy. Úi da. Úi da. Úi da. Tỷ lệ phản công ở trong cái phần đấu pháp này nó cứ bị làm sao ấy anh em ạ. Nó không ăn thua như kiểu là ở trong phần đi vượt ải.
9,69 ức này. Phản công đầy rồi, ít ra phải như thế chứ. Ai à, ok. Đấy, nhìn chung là đạo pháp liên kích đấy anh em. Đánh được hai phát đạo pháp liền, mỗi tội là ứng long không đánh cùng luôn. Rồi, lại nhận được thêm món gì đây? Bạo kích. Ồ, chỉ số bên này tăng nhiều này. Kháng choáng của này anh em này, uầy 12,1% luôn nha. Tội gì mà không thay. Rồi, thế anh em lưu ý về sau để chơi auto các kiểu cho nó khỏe nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.